Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Ngô Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Thì hôm nay tôi sẽ làm một tiếp một thí nghiệm, đó là trượt vỏ chuối. Thường thường tôi thấy người ta hay bảo là đi thường dẫm vỏ chuối sẽ trượt, nhưng mà tôi chưa từng bị trượt vỏ chuối và tôi cũng chưa nhìn thấy ai bị trượt vỏ chuối cả. Vì vậy tôi sẽ làm thí nghiệm đi trên vỏ chuối để xem là cái vỏ chuối này có thật sự trơn không. Bác còn nhìn thấy ai trượt vỏ chuối bao giờ chưa? Xem video nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ bị trượt. Xem clip trên mạng nào mà người ta đóng phải không? Người ta diễn. Chứ thực ra là ngoài đời chưa bao giờ nhìn thấy người ai trượt vỏ chuối luôn. Vì vậy hôm nay tôi sẽ làm thí nghiệm. Vinh mà nhìn thấy ai trượt vỏ chuối bao giờ chưa? Chưa. Nói chung là chưa ai nhìn thấy trượt vỏ chuối ngoài đời cả. Chỉ nhìn thấy trong clip người ta quay, người ta dựng thế thôi, chứ thực ra chưa ai bị trượt vỏ chuối cả. Nói chung là hôm nay tôi sẽ làm thí nghiệm xem là cái vỏ chuối này có bị dẫm lên nó, xem nó có ngã thật không. Và đây là những cái vỏ chuối tôi mới sưu tập được. Thì đấy, nó tuy nó màu nó hơi đen đen tí thôi, nhưng mà nói chung nó là vỏ chuối đấy. Bây giờ tôi sẽ giải vỏ chuối ra cái con đường như này, sau đó sẽ test thử đi trên cái vỏ chuối này. Này, đi nhanh chạy mới trơn, chứ nếu mà đi từ từ bảo đảm không trơn đâu. Đúng rồi. Thực ra mình chưa nhìn thấy ai bị trượt vỏ chuối cả phải không? Nên khả năng là cũng cái này cũng không trơn đâu. Các bạn không nên làm theo chúng tôi nha. Thì chúng tôi làm thí nghiệm nên làm cho các bạn xem thôi, vì chúng tôi những chuyên gia rồi. Các bạn tuyệt đối không nên làm theo chúng tôi. Ok. Rất là nguy hiểm. Chúng tôi đã giải vỏ chuối rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu thí nghiệm nha, tức là sẽ đi thử nha. Cũng không trơn lắm các bạn ạ. Thế bình thường à? Khả năng nghi nhẹ không ngã rồi, không trượt. Cảm giác là khi mình đi bình thường dẫm lên vỏ chuối thì nó cũng không trơn lắm. Nó bình thường. Bây giờ sẽ tăng tốc độ lên 15 km/h. Vinh khó sao chạy thế này em không ngã. Vinh chạy cứ bạch bạch này chả không ngã. Thôi, ấy để bỏ chân đất ra làm cũng thấy trơn. Ui, đấy chưa, thấy chưa? Anh em mình rất tay nhau chạy. Chạy đi. Được không? Thực ra là cái vỏ chuối này cũng trơn các bạn ạ. Thì tôi đi trên vỏ chuối một tí thì cảm thấy rất là trơn. Nói chung là cũng có thể gây ngã, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy ở ngoài đời bị ai bị trượt vỏ chuối bao giờ ấy. Nhân tiện làm thí nghiệm trên vỏ chuối thì chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi chạy trên vỏ chuối luôn để xem ai là người nhất nhá. Cặp đầu tiên là tôi với Vinh, cặp thứ hai anh Côn Ba Ngọt. Liệu ai là người vô địch trong cuộc thi chạy trên vỏ chuối này? Vinh sẵn sàng chưa? Rồi. Vinh em mày thua anh rồi. 1 2 4. Ôi trời, đã ba đâu. Ôi Vinh không trơn nào à? Trơn anh điên nhỉ. Sao bé anh nhà mày anh phọt phụt cái nước về sau mà nhìn không? Có trơn. 3 mới chạy nhá. 3. Yeah. Vinh chơi lại không? Cho gỡ chơi lại không? Lại. Cô okay. Chơi đếm bản à? Chuẩn bị. 1 2 3. Một, hai,
Cậy à? Mà mình cái đoạn đầu kia có nước kìa, nước nhiều hơn bên côn thật. Rồi cho lại quả nữa đi. Lên bên cháu chơi đi. Rồi, thứ hai nhá các bạn nhá. Làm thứ hai nào. Bắt đầu chưa? Hiệp thứ hai nhá. Lần này xuất phát chậm hơn tí vừa mình hăng quá mà có chiến thắng này. Hai người quyết định, hai người xem chiến đấu chưa? Bắt đầu chưa? 1 2 3 bắt đầu. Đây, chạy nhanh. Đây, đây. Không chơi lắm. Bác Ngọt lần đầu ngã lần thứ hai sợ lần hai. Đáng lẽ bác Ngọt phải bật mạnh lên, bác kia này là chạy chậm hơn thì chả thế. Hai, ba bắt đầu dây. Anh Côn vẫn thắng. Chung kết nha các bạn nhá, tôi với anh Côn vào chung kết, tôi sẽ hạ anh Côn này. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị nào. 1 2 3 bắt đầu. Rồi. Anh Dương chân dài hơn, sải chân dài lắm anh ạ. Dép của Dương ngon hơn thật. Dép mới rồi hơn nhỉ. Chân lại chân mà. Dép mới đầy massage gì có gì. Nào con ngoặt ra đếm đi. 1 2 3 bắt đầu. Nghe có vẻ là cùng lúc ấy nhỉ. Cùng lúc nhỉ, thôi chạy lại đi. Dương vẫn hơn quá. Chạy lại đây. Anh Côn sang tặng nước lên. Ui ôi. Này nước này. Côn lên đổi sân nhá. Ok đổi bên nhá. Kẹp thứ 3 với anh Côn nhá. Hiệp thi đấu cuối cùng nhá. Rồi. Bắt đầu chưa nào. 1, 2, 3 bắt đầu. Đây. Đây. Chưa được kỹ tăng. Dưỡng đồng bước 2 bước. Đồng bước 2 bước. 3 bước. Chân dài hơn chả thế là thật. Rồi Dưỡng vô địch rồi các bạn ạ. Vậy là tôi là người vô địch nhé các bạn nhá. Bây giờ đến kèo tranh 34 giữa Vinh với Ngọt, liệu ai sẽ người chiến thắng đây? Các bạn đặt cược đi. Uống em. Vinh chấp mày chạy trước một bước thật. Ok nhá. Viên kèo này. Ok. Mày phải chạy hết mình vào. Ừ, chạy mình. 1 2 3. Ui giời ơi. Trơn thật rồi. Dép của em riêng là trơn thế. Chưa chạy trước rồi. 1 2 3. Đấy, rồi bây giờ nhá, Vinh nó lúc nào nó ông tị là dép trơn hơn, bây giờ cả hai bỏ dép ra rồi. Bởi chơi lớn luôn này. Bây giờ thua đừng bảo tại chân nhá. Lần này thua đừng kêu bảo tại dép nhá Vinh nhá. Rồi. Vinh nó hay tị nên các bạn từ trước đây biết rồi thì hôm nay cho sòng phẳng luôn. Rồi. Em bảo dép em trơn hơn. Rồi ok, sòng phẳng luôn nào. 1 2 3. Vinh cái cấu lên anh ạ. Ơi ơi. Ba. Ôi trời, Vinh thắng rồi. Đấy. Bằng nhau. Điều được mày bằng nhau. Rồi. Còn sao lại nữa? Thế như Vinh như trước sao? Trước rồi. Bằng rồi, ba thắng rồi. Lại chơi lại nữa. Rồi, sẵn sàng chưa? Kèo này thì không biết bao. Chuẩn bị nào. 1 2 3 bắt đầu. Ôi. Chuông không kêu à? Ngang ngang nhỉ. Khả năng bác Ngọt với Vinh chỉ cùng đâu để ba thôi. Hay là cho đồng giải tư. Đồng giải tư đi. Tôi tè thì mãi không ai thắng. Đồng giải tư đi. Đắng. Mấy anh em toàn trượt thì đắng. Chỗ này không cho vỏ chuối này không cho trượt. Vậy là chúng tôi đã làm thí nghiệm xong là đi trên vỏ chuối. Thì như các bạn thấy là cái vỏ chuối cũng khá là trơn. Thì các bạn tuyệt đối không nên dẫm lên vỏ chuối nhé. Tôi thấy cũng khá là trơn đấy. Thì chơi cũng rất là vui. Qua cái thí nghiệm này tôi rút kinh nghiệm thì sao cũng không nên đi vỏ chuối. Vinh ngã mấy lần? Em ngã chắc 4-5 lần. Vỏ chuối này nếu mà đi bình thường thật sự rất là khó ngã các bạn. Như các bạn nhé, nếu mà đi thẳng bình thường này thì không mà ngã, chỉ trừ khi kiểu đi bước trượt thì bước hơi dài chân một chút, bước dài thế này chặt đấy thì nó ngã, chứ còn bình thường là rất khó ngã bởi khi dẫm vỏ chuối các bạn ạ. Đấy thì qua thí nghiệm này thì toàn bộ nội dung là như thế thôi. Nếu mọi người thấy clip đi trên vỏ chuối hay thì các bạn cho tôi một like nhá. Cảm ơn các bạn xem clip nha, hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn. Woohoo.